Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Và trên tay mình ở đây đang là chiếc Samsung Galaxy Note 9. Và sang năm 2020 này thì những chiếc Samsung Galaxy Note 9 này cũng đã được 2 năm tuổi rồi. Nhưng mà ở thời điểm hiện nay, với mức giá khoảng 8 triệu đồng thì mình nghĩ rằng là đây là một chiếc máy đích thị theo nghĩa là ngon bổi rẻ. Và cụ thể thì phiên bản mình đang có ở đây là Galaxy Note 9 128GB máy Mỹ các bạn nhé. Và nếu như các bạn nào đang có nhu cầu muốn tham khảo chiếc máy này thì có thể click vào link bên dưới phần mô tả của video để chúng ta đến với chiếc cửa hàng của Di Động Việt nhé. Đầu tiên bao giờ thì mình cũng sẽ nói về phần thiết kế. Với những chiếc Samsung Galaxy Note 9 này thì các bạn sẽ có ở đây là một chiếc flagship. Flagship thì sao? Đó là những chiếc máy cao cấp nhất của một hãng. Chính vì thế mà những chiếc Galaxy Note 9 này cũng sẽ có cho mình đầy đủ những gì tinh túy nhất của năm mà nó được ra mắt. Thiết kế trên chiếc Galaxy Note 9 này thì vẫn hết sức là xịn sò và không hề kém cạnh so với những mẫu smartphone hiện nay, như là mặt lưng kính bóng loáng cùng với khung viền kim loại mang những nét đặc trưng của những chiếc máy cao cấp. Vì là mặt lưng bằng kính thế nên là nó cực kỳ dễ bám vân tay. Nếu như dòng Galaxy S series của Samsung lúc nào cũng sẽ có chút bo cong sexy hơn thì với dòng Galaxy Note nó sẽ lại vuông vức nam tính hơn một chút để phù hợp hơn với nam giới, đặc biệt là những ai là doanh nhân hoặc làm kinh doanh buôn bán các thứ nữa. Và trên Galaxy Note 9 thì cụm camera sau với cảm biến vân tay thì cũng được thiết kế khá là gọn gàng và sạch sẽ. Cảm biến vân tay khá là dễ bấm cũng như là khá là nhạy nữa. Nó sẽ càng làm tổng thể cho thiết kế của chiếc Galaxy Note 9 này được hoàn thiện hơn. Một điểm sáng giá trên chiếc Galaxy Note 9 này cần phải kể đến. Mặc dù là hiện nay giá của nó rơi vào 8 triệu đồng là ngang ngửa với những mẫu smartphone tầm trung, tuy nhiên thì không phải smartphone tầm trung nào cũng được trang bị màn hình 2K đâu các bạn ạ. Chúng ta sẽ có ở đây là một màn hình Super AMOLED 6.4 inch với tỷ lệ là 18:5:9 cùng với công nghệ HDR10. Không bàn cãi quá nhiều về khả năng hiển thị của màn hình Note 9. Chúng ta sẽ có độ sáng cao, độ tương phản cực tốt khi các bạn chơi game hoặc là xem phim đều rất là tuyệt. Màn hình tràn viền cả hai bên cũng sẽ tạo ra những hiệu ứng thị giác rất là tốt nữa. Nhưng cái điểm yếu lại là khó tìm được những miếng dán phù hợp, tương tự như những chiếc Galaxy S hiện nay của nhà Samsung cũng thế. Thế nên đẹp là các bạn sẽ phải đánh đổi một chút nhé. Có một điểm mà mình cực thích trên chiếc máy này cần phải kể đến nữa, đó chính là cái màn hình của nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi tai thỏ, nốt ruồi hay bất kỳ thứ nào khác. Mặc dù có thể là nó sẽ không được đẹp, không được tràn viền vô cực các thứ, mang lại cảm giác nhìn nó lạ mắt so với những mẫu smartphone này, nhưng về giá trị sử dụng thực tế thì nó sẽ hơn rất nhiều so với những mẫu smartphone khác, đặc biệt là trong quá trình các bạn chơi game, các bạn sẽ có một cái điểm tựa ở cả phần cạnh trên và cạnh dưới của máy như thế này, làm cho tay các bạn sẽ tì vào đây là sẽ thoải mái hơn, không bị chạm nhầm trong quá trình sử dụng nữa. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về phần cấu hình bên trong. Thì các bạn cũng đã rõ rồi, với Galaxy Note 9 thì các bạn sẽ có hai phiên bản chip bên trong, đó là Exynos 9810 và Snapdragon 845. Nhưng mình cũng đã nói ở phần đầu video thì đây là phiên bản máy Mỹ, nên mặc nhiên chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 845 rồi. Và với con chip này thì các bạn sẽ thoải mái sử dụng mượt mà trong các tác vụ hàng ngày. Và đặc biệt với những tựa game mạng hiện nay thì bao giờ những con chip Snapdragon cũng sẽ có khả năng tương thích game tốt hơn so với những con chip Exynos. Và trong tầm giá 8 triệu đồng hiện nay thì mình sẽ vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua chiếc Galaxy Note 9 với con chip Snapdragon 845 thay vì là những mẫu smartphone tầm trung chỉ sử dụng những con chip tầm trung mà thôi. Dẫu sao thì với con chip đầu bảng này thì nó luôn được trang bị những gì mạnh mẽ nhất và tiên tiến nhất ở thời điểm ra mắt trong năm. Và hiểu đơn giản thôi là những mẫu máy tầm trung nó sẽ khó mang lại cái trải nghiệm chơi game bằng những con chip flagship đúng không? Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về camera. Thì camera trên Galaxy Note 9 thì cũng chỉ có 2 chiếc mà thôi. Có thể là hơi khiêm tốn về mặt số lượng nhưng mà chất lượng thì cũng không hề khiêm tốn đâu nhá. Chúng ta sẽ có ở đây một camera chính với độ phân giải là 12 MP với khẩu độ có thể thay đổi từ f1.5 đến f2.4. Khi các bạn chụp vào điều kiện tối thì camera này sẽ tự động mở khẩu f1.5 để có thể thu sáng tốt hơn. Camera thứ hai thì các bạn sẽ có camera tele với độ phân giải cũng là 12 MP và khẩu độ này sẽ là f2.4 cho các bạn khả năng zoom 2x và hỗ trợ chụp ảnh xóa phông. Còn quay sang phía trước thì các bạn sẽ có một camera selfie khoảng 8 MP. Camera selfie này thì đủ để các bạn selfie, rồi là nó không cần phải dùng các app thứ ba nữa, da mặc nhiên thì rất là đẹp tự nhiên mà nhìn nó cũng không hề ảo một chút nào đâu. Nhắc đến dòng Galaxy Note thì chúng ta cũng không thể nào mà không nhắc tới chiếc bút S Pen ở đây đúng không? Đây là một thứ rất rất quan trọng trên những chiếc Galaxy Note như thế này. Với S Pen thì chúng ta sẽ có những thứ mà những chiếc điện thoại khác không hề có, như là các bạn có thể copy được một đoạn văn bản ở dạng ảnh hay là chỉnh sửa file sao rất là dễ dàng với chiếc bút này. Và chiếc bút trên Galaxy Note 9 này thì vẫn được trang bị những chức năng hữu dụng như trên các dòng Galaxy Note trước đây, và nó cũng có khả năng dùng bút để điều khiển máy từ xa, như các bạn có thể dừng phát nhạc hay là video. Các bạn cũng có thể sử dụng nó để chụp ảnh selfie từ xa rất là tiện nữa, đặc biệt là khi các bạn chụp hình nhóm đông đúc người chẳng hạn.
Và cái điểm này nó cũng là một cái điểm ăn tiền nữa, bởi vì là các bạn sẽ không thể kiếm được một mẫu smartphone tầm trung nào có chiếc bút đi kèm đâu, đúng không? Rồi cuối cùng thì mình sẽ nói về mức dung lượng pin trên chiếc Galaxy Note 9 này. Với chiếc Galaxy Note 9 này các bạn sẽ có một mức dung lượng pin rơi vào 4000 mAh. 4000 ở thời điểm hiện nay nó cũng chỉ ngang ngửa với những mẫu smartphone tầm trung khác, cũng không gọi là quá lớn nhưng mà nó thực sự là lớn ở cái thời điểm mà nó ra mắt. Bởi vì sao, cách đây 2 năm các bạn biết rồi, dung lượng pin lúc bây giờ đều khá là nhan nhản, khoảng 3-4000 thôi, và hiếm có smartphone được 4000 mAh. Nên mình thấy rằng là với mức dung lượng pin này nó vẫn thoải mái để có thể phục vụ các bạn trong những nhu cầu hàng ngày, cả một ngày cũng rất là ok, cả các bạn có chơi game hoặc là xem phim đi chăng nữa. Ok, nói tóm gọn lại, chốt hạ một câu là với 8 triệu đồng để mà đưa ra một sự lựa chọn ngon, bổ rẻ và hợp lý nhất thì mình sẽ chọn chiếc Samsung Galaxy Note 9 này. Còn các bạn thì sao thì hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Bye bye.